ở làng Paul mở lắc biểu quanh cái bố mở bà ta cái nem hẹt là ít cái tiệp tù cọp mở ít chứa con xin cà ít cái tiệp tù trổ tía kis gụt tà bà rong con rà gút tạm trà lâm đồng là nam rịp đồ nơi cái làng Paul kinh cha bỏ tông lỡ quá bà rình bất gút khả bà bất nền rè kis chứ nào chứ ta nớ tổ tầm xã Lộc Ngãi con hòa Bảo Lâm và là gít lỗ hay in tan dạ làng Paul mở lắc biểu xin ép bà lìa bình đáp mở bè hiên tiểu đồng mòn tử lòng mở rộng chết bà rộ vô nâm xìm ra gút. Mở bà năm đo tử lòng rộng xìm ra gút hiệu bình há bi vương thị Thúy Ngọc âm bòn pè xã Lộc Ngãi và trồng tầm cớ cân. Bơ lỡ chất niềm bà ta ba rộng xìm gạt gần khả xìm tế táp ghé bớ phàm chất bàm tú xìm chết bà nát hiện. Tú tăng ngay xìm ra gút tế táp cun tròn bớ bó tú xìm cân hay. Giá tách là bớ pe tus bôn rô bô đồng tầm chất nâm táp. Ta chất hạ bần táp cập cân hay hiệu bần há bi ngọc kép bế lao và chất tiệu. Tầm tùl cân hay. Bớ thầm gó trao rồng, gần lớ chất. Rồng xìm rô gút, xìn gà cung quân. Nhờm kít niềm, chất bà ta nguy toàn pa gần kỳ chiên. Cung bề hiệu bần há bi ngọc. Tờ lòng rong xìm ra gút hiệu bình há bi đổ thị huệ âm bòn xin cùng ghé trồng hàng ngành. Lào chất vô nâm còn. Khá xìm tế tắp ghé lào xin chất bình át hiện. Bố đò bà hiệu bình há bi huệ chơi ghé bà rí xa lào. Rong xìm ra gút ở cal kê tù ít bờ. Ngay bà gật xa tù tớ tút trùm hò gần tờn tắp. Đất bà là rong xìm ở bò clar. Mơ ya cùng ghé bà trồng cớ cân. Bên rơm đi gùn rong yên lại từng ngày rong xìm ra gút tú tò ghen gó rong xìm ra gút ghé chuồng tờ mà lao giá ghen cớ cần ghen trao làng Paul xin suy bất tông gú rong xìm ra gút tú tò làm xã Lộc Ngãi né tuần gú lao và chất năm tờ lòng rong xìm ra gút cập chớ khả xìm là lao per hiang pram chất rô năm còn bal mơ tờ gùm tầm gần chi tâm phan rong chất bà ta nguy tòng pa. Bri dùn chong pa à lá chi xa plai tầm, rong xem ra gút, né bở tờ lít gùn lọt buôn tầm bà ta tân gú, lỡ xa chào lạng bòn. Chất quang xã Lộc Ngãi, năng bùa rong xem ra gút cớ gần hấp. Xã xùm ya tân gít à lá hiệu bên há rong xem, nhùm kít bàl nhằm có. Bà ta pran bòn tì, hớt là ghé tơ pran nàng pờ lên nàng anh ấy rồng phành bờ tê lỡ chát bờ ta pa tầm rúa rồng phành ta kiện hớ rồi tiếp ta lích phành nàng trao lằng bol in là ngài nũ rồng phành rồng xìm rơ gút né chè nguơ trồng tầm bờ ta lỡ xa rít xa lao trao lằng bol tầm xã Lộc Ngãi cân hòa Bảo Lâm in tiền ghé bré rồng xìm rơ gút găm ngùi dớ ẹ xìm nàng ân chi tâm in.